Con bé đi dạo với xe đẩy Glock Baby C9. Mẫu xe đẩy C9 với thiết kế thông minh, các ba mẹ có thể điều chỉnh các tư thế ngồi, nằm, nghỉ. Mái che thun ra kéo vào nhiều mức, giúp che nắng, bụi cho bé khi đi dạo ngoài đường. Lớp đệm siêu êm, siêu mềm, tạo cảm giác cực kỳ êm ái, mềm mại, cùng với đa an toàn 5 điểm bảo vệ bé. Hệ thống khung được làm bằng thép chịu lực, kết hợp với sơn tĩnh điện nên các bà mẹ yên tâm, không phải lo nghĩ về chất lượng. Bánh xe to, có giảm sốc, giúp cho xe được vận hành êm ái qua những đoạn đường gồ ghề. Xe có phanh ở 4 bánh, cố định xe khi để bé ngồi chơi một mình trên xe. Đặc biệt, có thể biến xe thành chiếc nôi bọc bên để ru bé ngủ. Mẫu xe đẩy C9 Glock Baby hiện đang có 3 màu, xanh jean, màu xám và màu xanh navy. Ta mở khung xe. Tiếp theo chúng ta kéo hai chốt cố định khung và đưa chốt vào hai điểm cố định trên khung xe. Sau đó lắp bánh xe. Các ba mẹ lưu ý để phanh của bánh xe hướng lên trên. Đến ta lắp đồ kê tay cho bé. Tiếp tục chúng ta lắp mái che. Sau khi lắp mái che, chúng ta dán hai miếng dán ở dưới mái che vào sau lưng ghế. Cuối cùng chúng ta lắp tay đẩy cho ba mẹ. Các mẹ lưu ý, trên thanh tay đẩy có chốt, các ba mẹ ấn vào chốt, sau đó dùng lực đưa tay đẩy vào cho đến khi nghe tiếng tắt. Đưa tay đẩy lên sao cho nghe tiếng tắt, để tay đẩy cố định vào khung xe. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành việc lắp ráp chiếc xe đẩy Glock Baby C9 một cách dễ dàng và nhanh chóng. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc đặt mua sản phẩm, các ba mẹ vui lòng gọi tới số 1900 888 635 để được chuyên viên của Glock Baby tư vấn, hoặc truy cập vào website www.glockvn.com.